đến nhà mình có việc gì không? Dạ, theo cái đơn mà của trung tâm khách hàng thì có tới một chú kiểm tra cái công tơ. Mời anh em ngồi, mời anh ngồi. Thì vừa rồi anh em có đi kiểm định cứ 5 năm một lần cái điện kế điện tử đó. Thì vừa rồi nó có những cái mà nói chung là cũng có gì nó lớn lắm mà mình cũng muốn góp ý để cho anh em công nhân đi làm không những ở đây mà để cho anh em khác còn học tập mà để làm việc thì làm sao cho nó chu đáo. Tại vì nó nói với ở bên công ty điện lực của mình và ngay cả điện lực tỉnh Bình Thuận thì đều mong muốn rằng là tất cả những anh em là làm cái gì để cho nó chu đáo đến khách hàng. Tại vì mình có cái phòng chăm sóc khách hàng đúng không? Rồi bên cạnh đó có anh em mà khi mà được phản ảnh thì hôm nay là các em giới thiệu em ở phòng nào? Em Trịnh Dũng, Lâm Minh Dũng ở bên tổ kiểm tra điện sử dụng điện điện lực Phan Thiết. Cảm ơn em. Dạ, em tên Nguyễn Duy Vũ, thuộc phòng kinh doanh điện lực Phan Thiết, tổ kiểm tra sử dụng. Như vậy là bây giờ là qua cái sự phản ảnh của chú ở nhà nghỉ 89 thì bây giờ hôm nay là các em đến để có một cái sự kiểm định như thế nào thì các em cũng trình bày luôn. Thì theo cái chú thì cái nội dung trình bày thì có kiến nghị là 24 thì số lượng tăng thì khách hàng đó là có đề là đề nghị là yêu cầu giải thích cho bên chú. Thì bữa nay thì tụi con được phân công được xuống. Thì đây là cái phiếu giao nhiệm vụ. Thì tụi con sẽ tiến hành kiểm tra cái như vậy thì bây giờ là mình cũng thống nhất với anh em vì cái sự phản ảnh mà cái đây là tình hình chung riêng bản thân của chú ở đây thì nói chung là đại diện cho cái khu phố và tất cả là những người mà đã sử dụng điện, đã mua điện của công ty của mình thì ở đây là tiếng nói chung. Thì bây giờ là về mặt công ty thì thấy những cái vấn đề gì mà làm nó không phải là bị sơ suất như nọ, nhưng mà có những cái có thể là người dân người ta chấp nhận được, nhưng mà vì cái chỉ số đồng hồ điện tử thì người ta không hiểu hết được đó, cho nên là bữa nay anh em đi kiểm tra thì đó là một điều đáng mừng để nói lên cái sự việc cụ thể nhất trong cái điện kế điện tử và đo cho chuẩn xác như thế nào đó thì bản thân mình sẽ thấy cái đồng hồ nó báo như thế nào. Thì bây giờ là các em cũng tiến hành là bây giờ là mình đã có những cái bước như thế thì bây giờ là còn cái ý như thế nào nữa thì là em cũng trình bày luôn. Thì trong công tác thì có thể là anh em đó là nó chưa giải thích rõ cho chú là cái quy định là định kỳ sẽ là 5 năm thay một lần. Thì trong quá trình thay thì như chú thì chú có ý kiến là muốn là để lại cái công tơ này cho chú, là chú thấy công tơ này là đo đếm chính xác. Thì nhưng mà điện lực cũng có giải thích là công tơ nó quy định là sẽ là 5 năm thay thì nó sẽ hoán chuyển công tơ. Nếu chú có cái nhu cầu có công tơ này thì điện lực có thể là tiến hành kiểm tra công tơ rồi thay lại chính cái công tơ đó cho chú nếu mà nó đạt yêu cầu đo lường theo quy định. Không, nếu mà anh em lúc đầu tiên mà mình biết những cái ý đó thì mình sẽ là gợi ý cho anh em rồi nhưng mà tình hình đó thì thôi nó đã qua đi rồi. Dạ. Thì bây giờ hôm nay các em đến để mà kiểm tra lại và xử lý như thế nào đó là cái đó là các em cứ thực hiện. Dạ. Đúng không? Dạ. Tiến hành kiểm tra. Dạ, anh em tiến hành kiểm tra. Ok nha. Rồi bây giờ hai chú cháu mình đi đúng không? Dạ. Chúng ta nhớ mãi năm xưa người đã đến nơi này, người dạy ta yêu thương cùng cây.
vang khúc ca trên đường, người thợ điện hát quân hành. Tới những chân trời rộng mở đón ta, ánh mắt thân yêu và đến những nụ cười, mà lòng sao vâng khôn, dòng tiền đi muôn nơi, về với núi rừng kia đảo xa đang mong chờ, đã biết bao nhiêu đời lòng người thỏa những ước mơ. Điện bừng lên ánh sáng soi ngày từng ngày ước mơ mang ánh sáng cho đời, ở trong lao động niềm vui sao người thờ giọt mồ hôi trên những công trình, ôi niềm tin sáng trong ta như chàng trai phù đồ đang vươn mình như tình. 0205 đúng không? 0205 trăm. Trong cơ này là nó sai số cho phép mình đó, là đo là sai số là cộng trừ 100 tương tự đó. Thì cái công tơ mẫu này á nó đo ngược lại cái công tơ này, để cấp chính xác này là 0.2 thì nó đo lại cái sai số công tơ này đó là nó là dương 0.2 là rất là chuẩn, dưới 1 cái này là 0.2. Có nghĩa là cái chỉ số này hồi bữa anh em mới tua lại là nó đang không đang... không có tua. Cái chỉ số này là kiểm tra sai số công tơ này có đạt xong á. Cái đông tơ là đã được cục tơ lượng kiểm định á, nó kiểm định á, chúng ta có lượng định là nó đạt rồi. Còn này là để là đo lại đi cho chú chứng kiến thực tế là công tơ này nó đạt. Nó cái sai số. Tất nhiên nó không vượt 1 phải không? Dạ dạ. Nếu vượt 1 là không, giới hạn cho phép 1 mà cái này nó là 0.2. Quăng đầu mà. Dạ, 0.2 là đạt. Dạ dạ. Chú tắt nha. Rồi anh em giải thích vậy mình mới rõ ràng, tại vì công việc làm nó phải như thế. Cái cục này là cái cục mà BLC để truyền dữ liệu, cục nén truyền dữ liệu nha. Cục gì, cục gì? Cái cục kết nối BLC nè, cục này cục kết nối truyền dữ liệu. Kết nối truyền dữ liệu về... Về công tơ chứ, về thiết bị ra xa, về trung tâm á. Mà lòng sao vâng khôn, dòng tiền đi muôn nơi, về với núi rừng kia đảo xa đang mong chờ, đã biết bao nhiêu đời lòng người thỏa những ước mơ. Điện bừng lên ánh sáng soi ngày từng ngày ước mơ mang ánh sáng cho đời. Rồi xong chưa các cháu? Dạ xong kiểm tra công tơ xong một chút. Rồi bây giờ là mình còn cần làm một việc gì nữa không? Bây giờ tụi con sẽ làm một cái biên bản kiểm tra hệ thống. Ôi niềm tin sáng trong ta như chàng trai phù đồ đang vươn mình như tình yêu. Mình nghĩ chú tên gì chú không? À, chú là Phan Văn Đẩu, à, còn à, trong cái danh sách thì là cô đứng tên. Chú Dương Tiến thì con đi. Đây ha, hai tờ xanh đây ha. Rồi Dũng nói cái trường hợp nãy nó rõ cho chú về, để chú nói với cô cái trường hợp nãy mà nói cái cuối cùng á. Dạ thì anh em con cái này kiểm tra thì thực tế tơ mình đó, nó đạt yêu cầu. Còn nếu mà khách hàng như chú mà là ăn gì, nếu mà có chưa có đồng tình hay gì thì mọi người hàng có thể là yêu cầu nhân viên lực xuống là với lại kết hợp với chủ nhà mình tháo hồn mình đi tới một bên kiểm định bên thứ ba độc lập để công bằng hơn vậy đó. Dạ nếu mình thì chú ghi nhận cái tình hình đó để chú về chú trao đổi lại với cô nha. Rồi như vậy là công việc tới đây là đã xong. Dạ, ha hai anh em ha. Dạ cảm ơn chú. Được chưa? Chú còn ký gì nữa không? Còn
lòng sao bâng khuâng, dòng tiền đi muôn nơi, về với núi rừng kia đảo ta đang mong chờ. Là cái nào nữa? Chú nói là qua cái công tác kiểm tra này là chú có hài lòng hay không hài lòng? Đâu bây giờ gì? Đâu đâu bây giờ cái nội dung nó như thế nào? Đâu nội dung nó nào? Đọc lên nha. Nội dung. Nội dung thì chú chưa biết cái nội dung đó làm sao mà. Qua công tác kiểm tra thực tế thì công tơ điện tử ông chú thì đặt gắn ở trụ điện, hiện tại thì chú đang vẫn đang sử dụng điện. Đo kiểm tra thì cái dòng điện áp chú là 220V, cái dòng điện là 2A. Tụi con đưa cái máy kiểm á, WS2310 này, cái máy kiểm này nó còn liên hệ đến ngày 31/8/2020 để kiểm tra lại cái công tơ một pha của chú là đang đối chứng. Nếu sót lại thì kết quả là 0,205%. Thì cái công tơ này nó đặt yêu cầu với đường công tơ giới hạn cho phép là cầm trừ một. Thì kết quả của con như vậy thì chú có cái nội dung cái ý kiến gì thì chú nhìn lên cho con xem. Còn cái đâu con đâu? Của tổ điện hả? Của tổ kiểm tra hả? Công ty điện lực Phan Thiết ha. Cảm ơn như vậy là mình cái đồng hồ của mình là bị thiếu cái hồng hồi nãy. Cái đó là cái modem để truyền dữ liệu qua kiểm tra thì cái modem nó có nhưng mà nó không truyền về, có thể là bị một cái xung gì đó thì giờ để thay cái mới để kiểm tra. Chứ còn công tơ thì vẫn đi nhận đúng. Rồi đó, rồi thôi giờ là cảm ơn con giờ nha. Chào chúc. Sao cứ bảo quên gì em? Bảo quên cái thang này hả? Rồi đi nha. Yeah.